Là lý do mà mình làm trang trại là vì mình hiện tại ở Angola là mình đợt trước là kinh doanh xưởng đá, thì như các bạn cũng đã biết, nhưng mà đợt này mình sẽ bán xưởng đá rồi, thì mình cũng muốn là kinh doanh một cái gì đấy mà vừa kinh doanh mà vừa giúp được người dân, nên là mình sẽ chọn một cái trang trại nông sản đấy. Mà đất thì bao la rộng lớn bát ngát luôn mà không ai làm gì cả. Tội gì mà không bán xưởng đá về đầu tư cái này. Mình bán rồi, nhưng mà đang chờ người ta sắp xếp tiền rồi sau đó mình lên giao dịch. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Matiloy. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Freddy. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Lindo. Ok, hello, chào các bạn, mình là Đẹp nhá. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Châu Châu Phi. Thì video hôm nay là mình đến một nơi. Sắp tới là mình sẽ là làm một cái trang trại nông sản mini nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, thì mình cũng đã nhắm được đất đai với là gì từ A đến Z rồi. Bây giờ muốn các bạn đi để tham quan. Riêng cái khu vực đất này là mình thuê của một ông người Bồ. Đấy, ông ấy thì không muốn là quay video lên, mà ông ấy chỉ nói muốn là nếu mà xác định làm trồng trọt này với là chăn nuôi với gì thì cái đất ở đây rất là phù hợp. Có nước này, nước suối thì ở đây luôn. Rất là to, một cái rãnh to, nước suối dài, bên kia có cầu nữa. Ở dưới là đất rất bằng phẳng mà dài, đối diện cái đất mình thuê là có một cái trang trại của người Bồ ở phía trên kia kìa. Đấy, tí ở đến đó là mình sẽ quay cho các bạn xem. Xa lắm. Ở đây nếu mà đất mà tính thì phải tính bằng km chứ không phải là tính bằng cây số chứ. 2-3 cây, 3-4 cây đấy, tính bằng cây, km. Thôi vâng. Với phải dây ông mà Fazenda Ali. Đây, đây là nước. Nước này là chia nhánh nhỏ rồi. Quan tu tamba để cái li riu riu la. Si baro basa bue ne. Đây, đây là nước, nguồn nước là có rồi này. Còn phía trên này, đây. Từ cái nguồn nước này, đất chảy xuống như kia nha các bạn. Đây này, từ nguồn nước này, đất này. Đây này cho các bạn xem này, đất này. Đó, ra mài tít ngoài kia, bây giờ Playcam bay lên thì mới nhìn được thôi. Ra mài tít ngoài kia kìa. Và trên này nữa. Nói chung là mấy cây số đấy, chứ không phải là mét vuông đâu nha. Mấy cây số ấy, tính mét vuông này không tính được đâu. Cái này bằng tính bằng hecta ha. Dài, đó đâu. Cái này cũng có đổ dốc, nhưng mà nó dốc mà kiểu ít lắm, chứ không phải là dốc thẳng xuống. Tại vì cái này là cũng là một cái khe núi ấy, khe núi. Tại vì cái này bản của anh Đông với là Lập Phải Eo với là Quang Dũng với gì là nằm phía trên đồi cao đấy, ở đâu mãi tí đầu kia kìa đấy. Cái này là nằm dưới dốc ở dưới kia có một cái suối to nữa đấy. Ở đây là của người Bồ nha các bạn, người Bồ Đào Nha ấy, người ta mua lại hết đoạn này rồi. Đó, phía trên kia kìa, các bạn thấy phía trên kia không? Có cái nhà trắng trắng đây kia không? Đâu, về kia để cho đôi minh gù đây này, đó. Cái nhà trắng trắng, nhà trắng trắng đây này. Đất rất là rộng luôn. Đó, đó một cái trang trại đầu kia nha các bạn. Đấy, đất của người ta là từ đấy mà đến ra ngoài tít ngoài này. Ngoài này, đây mới hết nhá. Rồi, người ta trồng cái gì đây các bạn này? Xanh lè cả vùng này. Đó. Đấy, đó là phía trên đấy là của người Bồ Đào Nha. Còn phía dưới này là của mình. Đấy, của mình. Quả này sẽ làm một cái trang trại. Là lý do mà mình làm trang trại là vì mình hiện tại ở Angola. Là mình đợt trước là kinh doanh xưởng đá. Thì như các bạn cũng đã biết, nhưng mà đợt này mình sẽ bán xưởng đá rồi. Thì mình cũng muốn là kinh doanh một cái gì đấy mà vừa kinh doanh mà vừa giúp được người dân, nên là mình sẽ chọn một cái trang trại nông sản đấy.
là vừa thí nghiệm lúa này và thí nghiệm tất cả những nhiều loại nữa như như cái giống với gì đấy đấy, là làm nhà riêng với gì, với là trồng bắp cải rồi mía với gì rất là nhiều, nói chung là số lượng lớn để giúp phần giúp tạo công ăn việc làm này, và cũng như là mở một cái nơi thí nghiệm như này là mỗi bản là từ 20 người đến 10 người đến học thôi đấy. Và sắp tới là có hai người Việt Nam cũng chuyên gia kiểu trồng trọt cũng biết đấy đấy, nên là cũng sang đây để mà giúp đỡ anh em, thì anh em cũng sẽ giúp đỡ bà con là mỗi bản 10 đến 20 người, 15 người gì đấy là sẽ đến đây học rồi sau về với bản mà bày vẽ cho bản đấy, cho mấy người đấy là đi dạy người khác chứ mình không dạy nữa, như thế thì mới giúp được dân chứ bây giờ để mà nói chứ tiền đâu mà cho người ta ăn người ta mãi như thế cái được, phải làm chứ, làm thì mới có ăn. Đúng rồi, không làm thì ăn cái gì? Ăn kít. Ăn kít là à, đây là của người bồ người ta trồng cái này, nhưng mà lại thuê những cái người mà người dân bản địa làm đấy, cái này năng suất cũng được, cái này cứ vứt lung tung như này rải là lên như này như thế thôi chứ không làm cái gì hết, cỏ mọc hay là gì héo không tưới không nỡ luôn, mà nước thì có. Nếu mà để mà nói đi cái đất mà anh em tôi thuê lại ấy, thì chắc là không được đâu, không hết đâu, mãi tới trên kia kìa đấy. Rồi bắt đầu cua lên đây này, cua lên trên này này. Sau làm cho phải đi với là lên đồ với đôi min gù với là gì là tập trung về đây hết. Là làm cái gì nhỉ? Fazenda thôi. Fazenda. Thì có Fazenda thì mới giáo được thôi. Ok. Mới có tiền. Trồng trồng những cái thứ mà người Angola cần. Đấy, để mà bán ở ra thành phố cái gì ấy, như kiểu cái gì bắp cải này, bắp cải cũng có tiền rồi này, như cây mía cái gì này, đấy bán số lượng lớn thì cực nhiều tiền luôn, một năm thu hoạch bao nhiêu tiền, mà đất thì bao la vùng lớn bát ngát luôn, mà không ai làm gì cả, tội gì mà không bán xưởng đá về đầu tư cái này, mình bán rồi. Nhưng mà đang chờ người ta sắp xếp tiền rồi sau đó mình lên giao dịch bán xưởng đá để về quê trồng rau nuôi cá các bạn ạ, kinh doanh vào nông nghiệp thôi. Khu này thì cũng là người bồ làm, người ta trồng nhưng mà người ta vứt đây các bạn ạ, không quan tâm gì cả, không có ai làm gì cả. Đất nhiều mà các bạn nghĩ mà xem, đất từng này mà người ta cũng không kiểu ai đó để lại cho, rồi là anh thừa kế như thế thôi. Thế thực chất người bồ này là như kiểu dành đất, như kiểu bất động sản đấy các bạn. Người ta mua cái khu vực này là kiểu theo như thế nào ấy, cái đó mình không hiểu đâu. Nhưng mà cho mình thuê là mình được rồi, sau mình có tiền thì mình mua hẳn luôn. Trước mắt là thuê đó, thuê đó. Thuê cái này cũng rẻ thôi, nhiều lắm. Rộng mênh mông, tại vì đất ở châu Phi thì các bạn biết rồi, bao la bát ngát có ai làm gì đâu, nhưng mà kiếm ra được một cái mảnh đẹp thì cũng hơi khó đấy các bạn, như thế bằng phẳng chưa, rất là bằng phẳng mà nước thì ở trên có chảy xuống. Đây là người ta trồng hành, trồng nhưng mà không có năng suất, trồng nát chẹt hết rồi có đâu nữa, người ta bỏ rồi. Người ta nói là từng này trồng thôi, nếu mà anh thuê lại thì anh ủi bay cho tôi cái. Người ta cũng không chăm chú làm về cái này lắm. Kiểu đất các bạn bay phải lên cao, các bạn biết rồi, đất một mảnh rộng dài to như này mà người ta trồng có một tí ở đây rồi. Mà đến hiện tại bây giờ nước chưa có này, nước này không biết là chảy từ đâu này. Mà trong này khô rong luôn. Không tưới không gì cả, không làm cỏ gì cả, không biết là của ai biết, tại vì ở đây xung quanh đây là không có nhà không có gì đâu, xa lắm, đường đi vào đây là chỉ có đường xe máy đi thôi, ô tô không đi được, sau là phải mở một cái đường chạy thẳng ra ngoài kia đấy, chạy thẳng ra ngoài kia thì mới làm được.
đoạn này hoang vắng, người dân không thấy trồng cái gì cả. Mà hình như đất là đất có chủ rồi, người ta không trồng hay sao ấy, mà cũng không cho ở ấy. Đoạn này là có chủ hết đất hết rồi nha các bạn. Thuê hoặc là mua lại thôi, chứ không lấy được nha, không phải là lấy đất của họ đâu nha. Trên này này, đấy, vô đây. Đây, đó, trên này, khu vực xuyên lúc nãy mình mới quay cho các bạn xem đấy. Người ta trồng cái gì thì không biết, nhưng mà trang trại, cái đó là gọi là trang trại đấy. Ở phía dưới này chưa thấy trồng gì. Đây, người ta cũng trồng rất là nhiều bắp cải với gì này. Nói chung là người bồ bên này ấy, có người làm rất là tốt, có người không thèm đâu. Người ta chỉ có mua để đó thôi, vứt đó. Mấy ông thích làm gì thì làm, và thuê ai làm thì làm. Đấy, chứ người ta không chăm chú lắm. Có nhiều nơi người Bồ Đào Nha ấy làm rất là bài bản, mà kiểu nông trại nó lớn đấy. Nhưng mà cái này nó mô hình rất là bé, mà năng suất không có, nên là người ta cũng vứt thôi. Đây, không có máy móc, không có tưới, không có chăm sóc gì cả. Đây, bắp cải đây. Bắp cải được như, cứ để vứt như này này. Để vứt như này mà tốt như thế này các bạn này. Ừ. Cái này thì không có cái gì cả. Này, cái này thì không có cái gì cả. Rồi cái này cũng không. Cái này cũng không. Được một cái này đẹp này. Này. Nói chung là được 40 trên 60. 40 trên 60. Hỏng hết rồi. Ra to như này mà quả này. Quả tí tí từng này thì làm sao mà nỡ được. Năm nay thì anh em mình thì cũng xác định là sẽ làm trang trại thôi, và giúp nhiều người dân đánh về nông nghiệp, chứ thực chất để mà nói chứ cũng không có kiểu tiền đấy, tiền đâu mà mới mua gạo rồi gì phát cho người dân rất là nhiều, mấy nghìn bao, mấy trăm bao đấy. Đó là mảnh thường quân, chứ sau rồi nếu mà không có mảnh thường quân nữa thì anh em tôi cũng không có đủ sức để mà đi phát gạo như thế đâu đấy. Nên là phải đánh vào nông nghiệp càng sớm càng tốt, phải tạo ra cho mình một cái mô hình để mà vừa làm vừa giúp được người dân về kiến thức nông nghiệp, để cho người ta biết cái khu vực đất này, đất của Angola ở trên miền núi rộng lớn bát ngát như này, mà sao tại sao không trồng được, mà cũng không hái được ra tiền từ đất rộng như này. Đấy, đó là một cái kiểu là chưa hiểu biết về nông nghiệp, chưa biết làm mà cũng không dám làm. Đấy, kiểu vậy. Thì lúc ấy đợt trước mình có nói rồi, mình sẽ huy động dân là sẽ đi mình cần như kiểu mình cần ớt cay đấy, thì người dân sẽ trả làm ớt cay và mình sẽ hướng dẫn, rồi sau rồi người ta về đó người ta làm thì mình thu mua đấy, kiểu vậy. Thì cũng sẽ đầu tư vào đây khá là nhiều, nếu mà xác định làm là đầu tư vào đây khá là nhiều, thì chắc mình sẽ mở nhỏ thành to thôi đấy, sau dần dần này sẽ mở to ra hơn nữa. Hiện tại bây giờ là trước mắt là sẽ ủi bay hết cái phần này đã, dọn dẹp cỏ sạch sẽ rồi các kiểu đấy, rồi sau dựng lều rồi là xây nhà ở đây, nhà cho Linh đồ với chị ở đây 24/24 luôn. Chưa, không hả? Không được. Đứng ở đây à? Không được. Đứng ở đây, tôi ngồi đây luôn à? Tụi với nhà ngu à? Chắc một Linh đồ, chắc Linh đồ à? Chắc Linh đồ thôi. Sợ. Agora vai fazer, vai trabalho fazenda. Ok. Não obra, não nada, não mais nada. Ok. Tá bom. Tudo deve ficar ali. Ok. Cavar. Não, cavar tem máquina. Đợt sắp tới mình sẽ đẩy mấy cái máy nhỏ nhỏ mini cày để sang đây. Nói chung là cũng rất là nhiều, tất cả những cái công nghệ tiên tiến nhất đấy. Không phải tiên tiến nhất đâu, kiểu là cũng được 2.8, 3.0 gì đó thôi, chứ không được 4.0 đâu nha các bạn. Lỡ may sau mà phát triển giàu có rồi thì nó lại sẽ khác đấy. Hiện tại là chỉ như này thôi đã đấy. Miễn sao mà vừa kiếm được tiền mà vừa giúp được người dân
Mà cái giúp này rất là hay nha các bạn. Khi mà làm một cái đăng tải nông sản đây rồi thì mình sẽ có người trồng đây rồi và cũng có chuyên gia hiểu biết rồi, thì lúc đấy là cứ cử 10 người đến 15 người dân đến đấy, rồi bắt đầu là sẽ bày cho họ trồng cà chua hoặc là trồng ớt cay. Người ta biết kinh nghiệm về trồng ớt cay cà chua đó rồi là người ta sẽ, mình sẽ cho về bản ở nhà có mảnh đất nào đó thì người ta cứ trồng theo cái mà mình dạy đấy, đến tháng thu hoạch thì mình đến mình thu mua đấy, tại vì mình có cái lượng xuất ra rất là nhiều mà mình có biết quen biết nhiều nên là mình dễ dễ cầm đi bán được. Người dân khó lắm tại vì phải đi lên thủ đô các kiểu đấy, phải đầu tư về xe vận chuyển các kiểu thì mới có giá là ok được. Và mà kiểu gì mình cũng làm thì từ cái nguồn của nó bán đi thì rất là rẻ, nhưng mà ăn nhau cái chi phí vận chuyển đấy là mình không mất cái khoản chi phí là mình có lời thôi. Riêng như thế là phải đầu tư xe cỏ với các kiểu đấy để mà đưa hàng đi xuất, rồi là nhập thì không có đâu, nhập thì chắc là không làm nhập đâu, chỉ có xuất thôi, xuất đi thôi. Ta bên sao có một eo phà gieo mà phà gen đã? Đúng rồi, hỏi cảm nghĩ của mấy anh chứ. Ta bên sao kì, vá sai bem porque também vai nos ajudar. O arroz se produz lá muito distante. Vamos ver já aqui. Eu nunca vi. Nunca vi onde cultivam arroz. É verdade que nesse trabalho vamos ganhar experiência, né? O chefe vai nos ensinar como é que é semear. E nós vamos gostar muito porque é uma ajuda, uma vantagem para nós mesmo. Yeah. Eu também estou a gostar mesmo, vamos cultivar arroz, tomate, cebola, couve, tudo aqui. Tá bom, vamos aprender também como que se cultiva, filho, okay? Arroz. Vamos ver aqui. Yeah. Đây. Thì nói chung là phải cố gắng làm thôi. Chứ ngồi nói gì biết làm sao được. Nói mà không làm thì nói làm gì? Không được. Đúng không? Yeah, đúng rồi. Không làm gì cả. Rộng đấy các bạn. Quá rộng. Từ ngoài xa ngoài kia tính là bao nhiêu km thì... Thôi bây giờ mình cũng sẽ đi về thôi. Thì mình làm video này để truyền đạt một cái dự án mà sắp tới mình sẽ thực hiện trong năm nay đấy. Chắc chắn là sẽ hoàn thiện, nếu mà ta từ A đến Z hoàn thiện thì trong vòng 3-4 tháng đấy các bạn, chứ không phải là nhanh đâu nha. Các bạn hãy chờ xem cái kết quả này nhá. Mình thì có nhiều dự án, cái gì cũng muốn làm đấy. Đi dép tổ ong, dép lê, đổi mũ cối mà toàn là nghĩ trên trời, làm trên trời với gì không. Không biết là sao thất bại thì có đi về trồng rau với mẹ ở quê không nữa. Đấy, thôi, thì thôi cố gắng thôi. Mình chỉ có một cách này để giúp được, vớt vát được người cho người dân lên thôi. Chứ không thể nào mà đi hỗ trợ như kiểu cầm tiền đưa cho họ như thế được. Phải kiếm cái gì cho họ làm, họ ăn, họ bán, đấy, họ lấy tiền. Đấy, ok, thì video này cũng xin dừng đấy nha. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Trường Châu Phi. Để ủng hộ chúng tôi nha, chào các bạn nha. Mình mong bao ra luôn. Thôi, bây giờ đi về ăn cơm.